Đại là mết với lại chó nát đang được thằng bạn 8 năm 2020 là 8 năm. Ok. Bạn chơi 8 năm rồi. Hãy chở đi ăn. Lần nào qua đây nó cũng chở tới quán này ăn á, đỉnh lắm. Mà nó ngon, tại vì nó vừa ngon, đồ ăn nó tươi nè. Mà còn được bao nữa, cha hơi hơi gì chứ còn gì sướng hơn là ăn đồ free đúng không bạn? Sao buồn hiu vậy bạn, nói có xíu thôi mà. Đến quán thì mình sẽ cho mọi người coi. Quán này nó gọi là nó đơn giản thôi chứ nó không có cầu kỳ. Đó. Thôi mọi người tưởng tượng đi. Ngồi ở đây, mỗi một tối sống ở đây à, đi tới cái chỗ quán này xong rồi ngồi nhậu, trời ơi đỉnh. Giờ ngày nào tôi mà sống ở đây là ngày nào tôi cũng ra đây. Gà tôi ăn thiếu tôi cũng ra nữa. Ví dụ mà tới... Nhưng mà hôm nay là trời không được đẹp. Trời phải nắng mới đẹp. Trời nắng nó đẹp lắm. Trời nắng nó có hoàng hôn, nó có kiểu nắng chiếu xuống sông đồ, nó đẹp dữ dằn lắm. Hôm nay thì bị cái là trời thời tiết nó hơi hơi mây cho nên là nó hơi xấu. Chứ mọi năm ra thì rất là đẹp. Mình ăn quán này lần thứ ba rồi. Đầu tiên mình ăn mình, lần thứ hai có dắt bà chủ vô soi đi chung nữa. Đây là lần thứ ba thêm Minat. Mỗi lần thêm người mày. Mỗi lần thêm người. Vậy là lần sau là 4 người lần. Sao là ok. Quán này là bàn thạch đúng không? Trong địa danh tên là bàn thạch. Nếu mà mọi người muốn đến đây ăn á thì mọi người có thể tìm cái quán này. Quán này nó tên là quán này tên gì em? Bàn thạch. Cái quán tên gì? Bàn thạch gia. Bàn thạch gia nằm ở trong chính xác là địa chỉ, dù giờ em đọc nguyên full cái địa chỉ là cái gì bây giờ? Đầy đủ á. À đây nè. Địa chỉ là chợ Bàn Thạch, Di Vinh, Di Xuyên, Quảng Nam. Số điện thoại là 02353878157. Bàn Thạch Giang. Trời ơi, đó, mọi người thấy món mực nướng, mực hấp chưa? Hấp tươi luôn. Kiểm tra là cho con nhận được món má hơi của ổng chứ mấy. Nào, qua kiểm tra giùm ngay. Được chứ, ổng đi. Đây nè, ốc thì mến. Phải không đi đây nha, phải đây nè. Có phải không? Đủ, đủ phải chưa? Được, được ngay, chứ còn nói chuyện gì nữa. Được. Có xé mì qua mì dắt ông bò gò đi về đại tàng á. Ok là thơm à, mật này là mật quá đỉnh. 3 giờ sáng nó đi á là cho là phước tắm xong cho thử cái cảm nhận coi. Đầu gắp miếng mực quốc ơi. Con này nha. Không, con này vừa miệng nào không được đó, vừa miệng thôi. Rồi chấm mắm gừng hả? Chấm bút đi chanh. Bút đi chanh. Ấy thôi mình thường ăn miếng để cảm nhận thôi. Giờ quất hết được luôn á. Làm luôn miếng này luôn á. Miếng to nha mọi người. Nhìn nha mọi người, tôi quất hết thiệt á mọi người. Nhìn nè. Ăn đó. Đây còn sống mà sao mới qua cũng vui chứ. Tao nói nó đã. Đã đó mọi người. Nhớ ghé tới đây ăn mọi người. Bao ngon. Đây mọi người, một dĩa tôm. Tôm nướng nướng muối ớt. Nướng muối hay là nướng chay mày? Nướng chay, nướng chay à. Nướng chay. Đây là con tôm. Tôm này là loại có cho cái chừng 12 con 1 kg. Chấm đây là nướng. Không, này nướng muối ớt mày ơi, đang phải nướng chay đâu. Có quét cái gì lên á? Chấm quét vào thôi. Chấm muối tiêu chanh.
của Điêu Chanh nha mọi người. Đồ phải đưa tiền người ta mới đi mua đồ xong rồi mới đi luôn. Ây da, ây da, mà ăn như cái nách quá. Tam là một cái bộ môn là sợi tim đi. Gì vậy em? Ây, mấy tao. Chấm chưa, chấm chưa? Được, chấm cái. Chấm ơi, mùi ớt đúng không? Mùi tiêu, mùi tiêu. Cảm xúc thật, cảm xúc thật. Không có diễn, cảm xúc thật. Nhìn mấy quay cảm xúc thật. Nhìn mấy quay nhìn tôm à. Mình nhìn cái... Mình ăn được chưa mọi người? Nếu mình ăn được chưa mọi người, ăn nó gần phải xin phép không, nếu mình chịu, không nổi rồi. Mình ăn nha mọi người. Quất luôn, không có nói nhiều nữa. Tao mỏi tay rồi đó. Tao ngại quá, nhưng mà tao, tao phải ăn. Má Cũng đầy xong không vậy? Đáng chứ. Đây là món cua đen me đúng không? Trong này có hai con cua gạch, hai con cua thịt và một con cua gạch. Giờ mình lấy bánh mì mình chấm, trời món này lấy bánh mì chấm là quá đỉnh rồi. Nè. Cuộc sống nào tiếng lấy lúc mới kỳ lúc nào. Và lại đồ của những đại mẹ rồi. Quá phê. Ăn về thôi là ngon rồi, đâu có ăn cua đâu. Ăn cái sốt thôi thì ngon rồi. Bởi là cái đựng cái cháo mà không cháo, ăn nhiều quá, ăn mấy rồi. Ủa, cái máy còn bấu câu luôn à. Lẫn mày đâu. Để mình quất cái, mình vô cái mà mình thích nhất luôn là cái phần con cua, người, cái phần mình con cua á. Anh con muốn quen anh. Ừ, nè, 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 nè. Thịt không nè, thấy không? Đó. Thấy thịt không không? Bây giờ mình chỉ mọi người ăn con cua nha. Đầu tiên là lột cái càng ra. Lột cái càng ra. Đó. Là mình, tại vì cái này nó dính luôn cái mu rồi. Lột cái càng ra. Đó, mấy cái phần chân này nè, thấy không? Nếu mà là một con cua ngon á. Nếu là một con cua ngon á. Chúng ta sẽ lột hết chân ra. Lột hết chân ra, thấy không? Lột cái này ra. Ui da lắm á. Rồi nè, gặm nè. Cô chồng nó bấm rồi. Gãy sầu rau vừa tạo vừa đủ lực và lao công qua đau tự đi kiếm lại tới ta cũng đổ ta cũng đổ bệnh luôn à. Trời ăn quá đỉnh nè mọi người, nhìn con cua gạch nè mọi người, nhìn nè, nhìn cho kỹ vô nha, thấy không? Nhìn con cua gạch là thấy đỉnh chưa, nhìn thấy đỉnh không? Gạch không là gạch gì đó, là quán này rất là đỉnh à, hợp lý chưa? Nè gặm thử miếng nhẹ cái miếng gạch nè. Nó thơm phức, béo, ngọt, ngọt tươi, quá đỉnh. Xin chào mọi người, hiện tại là mới đang có mặt tại số 13 đường Hùng Vương, thị xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Thì đây là cái nét Blue. Cái nét này là được xây dựng vào năm 2014-15 rồi, là hiện tại là cũng trải qua 4-5 năm rồi. Cái này cũng bạn của mình chơi nó 7 năm rồi, nhưng tiệm nét này thì mới có 4-5 năm thôi. Cùng đi vô tham quan tiệm nét nhé. Đây ông chủ, ông chủ nè đó, ông chủ đó, ảo đèn đó, thấy không, đang chạy kìa, thấy không? À, cái tiệm nét này là nó trải qua hai đợt tu sửa rồi, tức là nâng cấp á. Giờ hồi xưa là chỉ có cái dạng dãy, tức là hồi xưa cái tường này nó còn là tường xi măng luôn nữa, chứ nó không còn được dán hay là cái gì như thế này đâu. Xong rồi dãy nét là thời xưa máy rất là tệ, tức là với thời xưa thì rất là xịn, nhưng mà một thời gian rất là tệ thì chủ nâng cấp lên một lần, xong rồi thời gian trôi qua 2 năm nữa, tức là 2 năm thì nâng cấp một lần. Giờ là xây lên cái tầng lầu này kia cái nọ nè, mọi người có thể thấy không, lên lầu rồi tuốt bên trong là có cái phòng cách riêng ra đàng hoàng này kia cái nọ.
thì cùng lại hỏi ngoài Lễ Tân xem là ở tiệm nét chúng ta có những cái gì. Anh ở đây mình có tổng cộng là bao nhiêu máy em? 100 máy. Bao nhiêu một tiếng? 10.000. Là đều hết luôn, tất cả máy đều 10.000 hết luôn. Bên này là 5.000. Còn ở đâu là 10.000? Còn lại là 10.000. Ở trong kia là 12. Rồi ở đây mình có cái gì là để ăn uống? Có menu không? À, trong máy đúng không? Thì nói chung là ở quán Nam á thì gần như là cái nét blue này là cái nét xịn nhất rồi, đúng không? Hiện tại là có cái nào xịn hơn này không? Đúng rồi, tại vì tức là cái thời mà thằng bạn của nó mở ra cái này á thì nó đó là tốt nhất ở đây rồi. Thì sau đó thì cũng không ai mở ra cạnh tranh gì đó, tức là có những cái nét nó gọi là nét cỏ thôi, chứ không có những cái gọi là cyber nó được quy mô như thế này, không có. Chỉ có duy nhất là cái blue thôi. Nó nằm ngay tại ngã ba Nam Phước á, số 23 đường Hùng Vương. Thì anh em nào muốn xưa giờ không biết thì có thể đến chơi. Và mình nói sơ qua như vậy thôi, còn cái nét này nó lâu đời lắm rồi. Nét này rất là lâu, hiện tại là cấu hình đang là 1060. Và ghi thì nó có rất là đa dạng, ví dụ như là ở đây là ghi Air Blue. Còn trong phía cái mọi người đang chơi kia đèn chớp chớp kia là Logitech. Nó có rất là đa dạng, màn hình 27 inch. Đây nè, quay đây nè, đây nè. Ghi này là ghi gì mà nó file bất cái tên luôn rồi. Nhưng mà do cái nhu cầu sử dụng á, cho nên là phần lớn ở đây đều được hút thuốc hết, không cấm hút thuốc. Tại vì phần lớn ở đây chơi là đều là những gọi là những người mà ta hút thuốc, cho nên là không cấm hút thuốc được. Chỉ vậy thôi. Đó. Nhưng mà mọi người có thể thấy là ở một cái tiệm net ở ngoài quay đây bên này nè. Cái tiệm net ở ngoài. Cái tiệm net ở ngoài miền Trung á, nó thú vị hơn cái tiệm net ở Sài Gòn ở cái chỗ này nè. Là ở ngoài này người ta uống cái nước này rất là nhiều, đó là nước khoáng á. Này người ta uống nước khoáng này nhiều lắm. Uống này chưa? Chưa, nước khoáng à. Uống thử không? Thôi. Hả? Thử chai nào? Nó có nước khoáng thường với là nước khoáng chanh. Khoáng thường, khoáng chanh rồi đó. Cái này có vị chanh, này là nước khoáng, tức là nó như nước lọc mà nó có ga. Khoáng chanh đi. Khoáng chanh. Rồi lấy chai này đi. Ủa nước khoáng có ga, nước giống như nước lọc mà kiểu có ga hả? Nói chung uống đi, không có nói nhiều gì đó. Chanh cái ly đá với em. Ghi tiền vô cho thằng chủ quán nha anh. Đó, đây là tao uống gì nè, thấy không? Đồ khui đâu ta? Đồ khui đi em. Là hồi xưa lúc mà tao ở Tam Kỳ á, là tao nói mày cái nước này uống giống như là xì tinh, tức là thịnh hành ở Sài Gòn mình là xì tinh đúng không? Thì thịnh hành ở đây là cái này nè. Mà cái này là tốt cho sức khỏe nha. Cái này là tốt cho sức khỏe nha. Đây rất là thịnh hành. Ủa em? Hiện tại mà cái nước mà bán chạy nhất ở đây á, còn là cái này không hay là cái khác rồi? Stin à? Gọi là giờ là Stin vàng hả? Chứ hồi xưa cái này là người ta uống nhiều lắm. Cái này có ngọt không? Không, không có ngọt, là nhách à. Nó là nước lã mà. Để tao uống thử trong chai luôn rồi. Ở đây ngọt, nước chanh nó ngọt. Giống lại nước chanh mà có ga. Nó giống Sprite. Giống Sprite. Ừ. Nó nhẹ hơn. Nó nhưng nhẹ mà cái chai kia là nó là nước lạnh nhất à? Thì kiểu này uống mình nhẹ, uống dễ uống được rồi. Đây là nước nem, tức là mình thường hay gọi là ráng. Tên khác thì tên là Tuyên. Tên là Tuyên, Phạm Tuyên. Nhưng mà mình xưa tới giờ mình gọi là ráng không à. Ráng R-A-N. Công tử sắp thành đại gia rồi, tức là công tử là do còn kẻ sắp già lên là thành đại gia thôi, không có nói nhiều. Bây giờ mọi người lát có ghé ngang coi ngang cái karaoke với lại quán nhậu không, hay là đi thẳng vô kia luôn? Chút xíu mình sẽ ghé ngang cho mọi người coi nha. Nhà sở hữu một cái quán gà internet này, một cái quán karaoke, một cái quán nhậu gọi là bự nhất ở đây rồi đúng không? Bự nhất của cái thị xã thôi hay là của cái huyện luôn?
bự nhất của cái thị xã. Thị xã gì? Mai Phiền, Thị Nhi Xuyên. Thị Nhi Xuyên, bự nhất Thị Nhi Xuyên. Mình nghĩ đây một gia đình có ba cái cửa hàng mà gọi là bự nhất Thị Nhi Xuyên. Là mình biết nó giàu cỡ nào rồi không? Tiền xài đâu hết đâu, đâu ở chạy đâu rồi. Mất tiêu rồi. Thôi vậy thôi, thì review cái internet tới đây thôi. Mình uống hết chai nước này, bắt đầu mình đi di chuyển qua Tam Kỳ để mình thăm anh em. Hello. Chào mọi người, đây là những anh em tại Quảng Nam.